told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Chạm cho bàn bóp và hạ xuống thấp. Đúng. Đó, quả bóng bắt đầu là nó đứng lại rồi. Bắt ngắn, ra thủ, nhịp trái, xuống chân. Bước, bắt, ra thủ. Xoay mũi chân phải vô. Đúng. Bước, ra thủ. Đúng rồi. Về thủ nhảy. Đúng. Đúng, rất tốt. Đúng, xoay. Tốt. Taste all the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, baby, we can be okay. Okay, okay. Tôi là huấn luyện viên kiện tướng quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu một học viên đến từ nước Úc. Xin chào mọi người, mình là Khang. Hiện tại mình đang học tập và làm việc tại Úc. Thì hôm nay mình đến Tiếng Lâm Club với mong muốn được nâng cao kỹ thuật và cải thiện trình độ của mình. Xin cảm ơn. Và sau những buổi tập với anh thì em có những cái cảm nhận như thế nào? Sau những buổi tập với anh thì em có cảm nhận là mình hiểu sâu hơn về những nguyên lý của bóng bàn. Từ đó em có thể là cải thiện kỹ thuật và cũng như là tự mình điều chỉnh kỹ thuật của mình để phù hợp và để nâng cao trình độ của bản thân hơn. Yeah, xin cảm ơn. Hôm nay chúng ta sẽ tập bài tập là quả đầu tiên là em bắt ngắn, sau đó là em phục hồi về chuẩn bị. Nhìn tay cầm vợt của anh sẽ gò tự do, thì sang bên nào thì em sẽ chuyển bộ, em giật bên đó, giật hai bên trái và phải luôn. Thứ nhất là bắt ngắn. Thì khi mình sử dụng kỹ thuật bắt ngắn á, là mình phải sử dụng cái bước đơn. Tại vì bắt ngắn là mình dùng để đối phó những quả bóng ngắn trên bàn, thì mình phải bước đơn. Và khi bước vào á, em bắt ngắn, điều đầu tiên là cần ngắn. Thì khi cần ngắn là thao tác mình như thế nào? Thả và bóp, giống như là bóp thắng xe. Điều thứ hai là cần thấp, là khi mình bóp xong mình hạ xuống. Và điều thứ ba là nếu như em phát triển tốt lên level cao thì em có thể bắt ngắn xoáy. Mà muốn bắt ngắn xoáy thì phải bắt cái nhịp nhanh. Bóng vừa nảy lên em chợt xoáy thì em sẽ thấy bóng nó giật lui. Thả lỏng. Mà muốn bắt ngắn là muốn xoáy là phải ở mép dưới.
bắt trái bóng ở mép dưới, xong bóng nó chợt lên nó mới xoáy được. Hạ thấp, đúng rồi, thoải mái. Đúng, thoải mái. Đúng, rồi chuẩn bị. Đứng sát vào. Là bây giờ là chuẩn bị cái phản xạ, cái cổ tay nha. Anh ném quả bóng vào, em bắt, em cho nó lăn liền. Chuẩn bị, 2, 3. Mép dưới, cái đó là mép trên rồi. Lăn liền. Đúng, lăn liền. Đúng. Đúng. Đó, quả bóng bắt đầu là nó đứng lại rồi. Bắt đầu là nó có xoáy rồi. Đúng rồi, dính. Có cái độ dính vào, ma sát như mình giao bóng á. Đúng, thả lỏng ra. Dính. Đúng, là có độ siết vào. Cái bước thứ hai, làm theo anh đi. Bước lên, khuỵu xuống, xong nhìn xuống cái chân nè, mình đổi nè, mình chuyển ra nè, dồn về chân này, xong nhảy. Thì khi bóng sang bên nào là mình nhảy chuyển sang bên đó. Đúng rồi, rồi làm lại, bước vào, chuyển, nhảy, đúng, chuyển, nhảy, đúng. Rồi khi nhảy á, để chân em phải cân bằng, hoặc chân phải em hơi thấp hơn tí. Chứ em đứng như vậy á, thì người ta gò sang bên phải là em sẽ không giật được. Đúng. Rồi khuỵu gối gấp lưng. Đúng. Không nhảy. Không nhảy. Nhảy ra, nhảy hai lần. Em làm lại. Bước vô bắt ngắn. Bước vô bắt ngắn. Nhịp 1, bắt. Rồi ra thủ, nhảy ra. Đúng. Nhịp 2, chuẩn bị nhảy theo bóng. Nếu bóng nó ngay người né qua, xoay giật. Đúng, giật luôn. Nhảy xoay xuống gối, đứng lên, đúng. Rồi làm lại. Bước vào bắt ngắn. Bắt, đúng, nhảy ra. Rồi di chuyển theo bóng. Xuống chân chưa được. Cái đó là phải qua đủ. Qua làm sao để cho cái tay em là nó khớp với cái trái bóng. Thì cái đó là nhiệm vụ của đôi chân của mình. Làm lại. Bước vô, bắt ngắn, ra thủ. Bắt xong là phải có một nhịp thủ nha. Thường mọi người hay bị là bắt xong cái ra là hạ luôn. Cái đó là sai. Bắt ngắn, ra thủ, nhịp trái, xuống chân. Xuống chân rồi xoay hông. Xuống chân rồi xoay hông. Ra thủ. Đúng rồi. Chưa nhảy sang. Về thủ nhảy. Đúng. Đúng, rất tốt. Đúng, rất tốt. Mềm tay, mềm cái tay. Đúng, xoay. Tốt. Đây là cốt vợt chất lượng cao mà Tý Long đã sử dụng thực tế trên tất cả các video. Come to Tý Long Club to experience the most special training method in the world.